Vào tối 13 tháng 10, trên địa bàn xóm Cấn Thượng, xóm Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người khác bị yêu thương. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 13 tháng 10, sau khi đi ăn dẩu về, đối tượng Đỗ Văn Đạt trú tại Cấn Thượng, Cấn Hữu, Quốc Oai đã phá hủy đồ đạc tại nhà. Thấy thế, hai ông Hà Danh Hùng và Đỗ Ngọc Lực trú cùng địa phương đến khuyên can. Lúc này, Đạt đã dùng dao chém ông Hùng bị yêu thương ở tay và được mọi người đưa đi cấp cứu giúp, còn ông Lực vẫn ở lại kế tiếp khuyên nhủ đối tượng. Sau đó, Đạt bất thần dùng dao chém khiến ông Lực tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, anh ta bắt ác nghiệp khí đóng cửa cố thủ trong nhà. Nhận được tin báo, công an huyện Quốc Oai đã nhanh lẹ cử lực lượng xuống hiện trường để dây bắt đối tượng. Sau khi phá cửa chính xông vào, lực lượng công an bị Đạt dùng dao chống trả quyết liệt và kế tiếp chạy vào buồng trong cố thủ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng. Lãnh đạo công an huyện Quốc Oai cho biết thủ đầu xác định đối tượng đã dùng ác nghiệp khí chém một người tử vong sau đó cố thủ trong nhà. Nhận tin báo, công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt phong tỏa hiện trường, vận động đối tượng buông bỏ vũ khí, hợp tác với cơ quan công an. Sau ít giờ vận động, thuyết phục, công an đã bắt giữ được đối tượng trong tối cùng ngày. Hiện vụ việc đang kế tiếp được đấu tranh, làm rõ.